em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 134 Ngày 4 tháng 7 à. Video này em sẽ lên máy và cần các anh nhé Đầu tiên thì em sẽ Có một cái cần tay dài 8 m một Đây, hàng nội địa các anh nha Cái này thì nó của hãng Nissin à. Hàng nội địa cái này cứng là 4 đến 5 h à. Thì cái này thì em sẽ Để sâu là em sẽ lên các anh nha Và đầu tiên em sẽ có những con máy đây Con máy Nhật Bản luôn các anh nha những con máy tốt, giá tốt, rất là tốt, nhiều người đến các anh luôn. Máy đứng bên trên có một con đây em xếp cho nó cái đầu đầu như cái đầu con sói kia nhé cái 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 nuôi của nó bên trên sẽ có là Navi Shimano Navi c3000 từ Win power 4.000 ca nha giá rất tốt và con sáu 6.000 Se à. 6.000 đời 95 nhá và sau đây là những cái cần cần hechi Trúc nghệ nhân và một cái cần lưu máy đứng cần dây trong nhá cần xịn cho mình cần dây trong ạ à. cần Shimano dây trong nhá đây Shimano dây trong và cần he chi he chi dài he chi dài chất liệu carbon cần dây trong luôn nha ở đây hôm nay thì tìm những cần xỉn các anh nhé đọc lạ hiếm dành cho các anh đây anh nào muốn uh, <laughs> tham khảo thêm những mang uh, dòng máy dòng cần khác bên em nữa thì các anh bấm thông báo để đón chờ những video mới tiếp theo của em nhé cái này là cây cần tay trợ máy ạ à. và những dòng hai khúc ba khúc đây cho các anh câu ngâm lăn xe xăng hàng và cổ biển đều được có cây này hàng nổi đi nhật nhá cái này cái này là xuất xuất mỹ cho mình xuất usa nhá nhật bản xuất usa và bên cuối là một hộp cần này là cần phờ ly cho mình cần phờ ly xỉn ra nhá full, full hợp cho mình anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 giá vẫn bên em vẫn vậy chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi máy là 30k mỗi cần là 40k đóng ống nước ship cốt toàn quốc cho các anh ạ à. và anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh nhé em xin lên sản phẩm đầu tiên đầu tiên là con máy đến từ Thái Lan xuất nhật. con này là của hãng Daiwa Rigon S nhá Daiwa Rigon S toàn thân carbon đây toàn thân carbon nhé con này là thông số cước của nó là số 2 150 số 3 là 100 số 4 là 70 các cước đây để mà ta xem đây các cước của nó cái thanh gạt cước của nó đây hơi cụ tí nha lăng cước còn rất là sáng đẹp luôn rất sáng cả nha đảm bảo là rất sáng đây tay quay đổi tay trái phải đều được một chiều rút chặn đây có tiếng kêu đầm nha đây nó quay cái hoạt động máy của nó đây hai chiều ạ à. rất tốt cả à nha chắc là tốt con này thì sai thực là 2000 000 nhá Thái Lan xuất nhật à. đây mọi hình gọn sáng đẹp đây chỉ có cái thanh thanh cước thôi bị bày mọc canh về cái anh sơn lại được ok nhá hoặc là cái anh mài mài hết màu đen cho cái thanh màu trắng sáng lại mã số 1 giá 370k mã số 1 nhá giá 370k đây con tiếp theo đây con này cho các anh săn hàng cá lớn nha con này hàng nội địa nhật nha con này cho các anh câu lục săn hàng cá lớn đều được con này size lớn DOB Dina <laughs> Caster 2 3800 con này là hàng nội địa nhật bản nha mấy Izaban Ratio ghi sẵn là 3.9 số cước đây số 4 là 250 số 5 là 200 số 6 là 6 180 con này sai thật là 6.000 nhá sai thật 6.000 à mô binh là mô binh sống kẻ cước đây kẻ cước tốt nha đây lăng cướp màu nâu sáng ốc vít còn sáng đẹp tay quay trái phải đều được một chiều chút chặn đây con này để lâu chưa sử dụng nó có xào nhẹ một tí cả nhá xào nhẹ thôi rất là nhẹ quay vẫn còn rất là dễ dàng đây một chiều chút chặn đầy đủ nhá hàng nội địa Nhật con này ngoại hình là tầm 95 phần nhé <laughs> 95 ca nha con này mã số là mã số 2 giá 400k hàng nội địa Nhật bạn sai thực 6.000 con tiếp theo con này cô hãng Ryobi các các anh cặp bố mắt 2 đây số này là 380 trái tiêu là 3.9 như con kia các nhé nó như một cặp trong mình mà tên loại gọi khác nhau nhé đây đây cái cước đây em mời các anh xem có sẵn cước này cước này cước loại loại cước câu biển cho mình đây lăng cước còn sáng đẹp màu nâu sáng nha tay quay trái phải đều được ạ. À. hai bên đều được số cước của nó đây số 4 là 2 320 số 5 là 250 số 6 là 200 sai thật cũng là xấu nghìn, anh nói đi nhập Bạn Một chiều chút chặn đây. Đây, quay rất nhẹ các anh nha, quay rất là nhẹ. Hai chiều đây ạ. À. Size 6000 nhá, anh đánh lục thoải mái. Con này mã số 3 giá 400k. Mã số 3 nha, giá 400k, ngoại hình cũng tương tự, 95% cho mình. Con tiếp theo, hãng Reebok, size nerd. VS 1500 ZM. Số cước là số 2 200, số 3 là 150, số 4 là 100. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây. Cước đây, đây. Toàn thân carbon khối hợp kim, tay cầm núm gỗ đây. Tay cầm núm gỗ nha. Đây, mô bin là mô bin sống ạ, tự gà kêu. Lăng cước đây, lăng cước dạng nhám cho mình nha. Bóng bóng đây. Còn đẹp cao nha. Đây ở đây cái nước nước ốp nó. Đây, nước sơn ốp nó có nổi bọt đây còn sáng đẹp ngoại hình còn ok gần 95 phần trăm cho mình đây. có sơ sức nhỏ thôi nhé. một chiêu chút chặn đây ạ à. quay rất mượt ca nha tay quay nó bên trong còn mới đây em mình sẽ đây. còn sáng chắc là sáng tay quay trái phải đều được canh tháo ở bên này ra là được có chạy sức vài điểm nha hay nhật bãi thì không thể tránh khỏi chạy sức không đáng kể ra nha đây con này có ghi sẵn là ratio 5.2 chạy 3 bon quên là ba bạch đạn cho mình đây, size thực của nó là 3.000 các nhá máy sai thực 3.000 con này là hàng nội địa nhật bản mã số 4 giá là 500k mã số 4 nha giá 500k đây mã số 5 đây con đầu như con đầu con sói các nhá đây rất đẹp nhá con này là hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ. À. Của hãng GOB Apple XS 1500i. Đây. cối của nó có đục lỗ đây. Đục lỗ nhìn được cái trục bên trong nhá. Đây. nhìn xuyên qua được. Thăng carbon cối hợp kim. Lưỡi gà keo đó mô sống sóng, gạt cước đây. Đây, lăn cước còn sáng nha. Đây, sáng đẹp luôn. Tay quay trái phải đều được ạ. À. Đây, tay cầm còn sáng cho mình một chiều chốt chẳng có thắng ABS ạ à. thắng ABS nhé đây hai chiều đây ạ à. ngoại hình của nó là 95 cho mình Rồi. trên 95 cũng có nha ca nhá đây cái xem rất đẹp có này hàng nội địa Nhật Bản mã số 5 giá 650k <laughs> mã số 5 nhá giá 650k à. con tiếp theo con này thì nó được cũng con này dạng hiếm cho mình con này Shimano Alivio 3000 chạy bo bồi đinh số cước là số 2 220 số 3 150 số 4 là 100 mặt em muốn báo con kia nhá con kia sai thật đây có này số cước ra số 2 200 số 3 150 số 4 là 100 sai thật 3.000 nhá mã số 5 mã số 6 này đây, size thực cũng là 3.000k nha. size thực 3.000 cho mình. Mô là Mobi binh sống. Gạch cước tốt nha. Con này là của Malaysia xuất nhật. Toàn thân là carbon, tay quay trái phải đều được. Có vài điểm chạy đây. Đây, lăng cước còn đẹp các anh Đây. Tay quay trái phải đều được. <laughs> Hai chiều đây ạ. À. Vải hình thì rơi uh, tầm là 95% cho mình. 90% nha em xin lỗi. 90% Mã số 6 giá là 400k. Mã số 6 nha giá 400k. hoạt động em mượn. Không xào bi nha. Con tiếp theo. Con này là <laughs> Utega. Shimano Utega XT4000. À. tay cầm đúng gỗ đây. Cối là cối hợp kim, thân là carbon đây size 4000 rất là câu đa rất đa dạng các anh nhé các anh câu đơn câu ngâm câu iso câu gì cũng được các anh nhé câu lu và câu lục đều được rất là đa dạng size 4000 mã song số cước là số 3 200 số 4 là 150 số 5 là 110 ạ à. gà kêu to nhá mô binh là mô binh sống ạ à. gà cước đây gà cước kêu, kêu, kêu có tiếng kêu đây Lăng cước còn rất là sáng các anh nhá, nó có vài nhám ở đây thì các anh về vệ sinh lại. Ok. Cước đây. Cước đây. Tay quay trái phải đều được. Con này là của Meizaba nhá, Hà nội địa Nhật Bản cho mình. Đây, Shimano, còn tem đầy đủ. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Utega một chiều trúc chẳng có thắng ABS nhá. Đây. Thì những dòng này dùng rất rất là bền các anh nhá. Đây ngoại hình của nó các anh xem đặt đây có trống cần câu cá đây và hoạt động vắt rất là tốt cao nhá thì con này mình sử dụng một năm 2 năm nữa là không đã, không sao nhé. đây Shimano con này mã số 7 giá 900 k mã số 7 nhá giá 900 k đây con tiếp theo Shimano Navi C 3000 Số cước là số 2 220, số 2.5 là 185, số 3 là 150, số 4 là 100 ạ. À. Đây, toàn thân khối hợp kim dạng đời cao cho mình nhé. Đây, cước đây chắc tốt luôn, là cước rất là sáng. Lưỡi gà keo mobi sống, tay quay trái phải đều được. Size thực là 3.000 các nhé. Con này là của Malaysia xuất nhập. Đây. Malaysia xuất nhập nhé. Một chiều chốt chặn, có thắng ABS. hai chiều đây à. thì chiều nay thì em sẽ lên một lô máy tổng hợp nhé chắc là nhiều máy giá tầm rẻ và tầm trung cho mình đây cho các anh thoải mái lựa chọn nha con này quay rất là mượt ngoại hình còn rất là đẹp trên 95 phần trăm cho mình mã số là mã số 8 giá là 1 triệu 200 mà. mã số 8 nha giá 1 triệu 200 dạng đời cao cho mình Đây, con tiếp theo đây. Con này Shimano thì Win Power 4000 nhá. Thì Win Power 4000, các anh muốn câu dạng gì cũng được các anh nhá. Đây, em xin đọc thông số cước đây. Số 3 là 200, số 4 là 150, số 5 là 110. Cước BE của nó là cước dù nhá, cước dù cho mình. 0.8 là 1580 580 m, 1 là 480 m, 1.5 là 320 m, 2 là 270 m ạ. À. Toàn thân carbon cối là hợp kim, màu cối và màu thân của nó gần như nhau cho mình nhé chắc là đẹp con này là hàng nội địa nhật bản ạ à. đây con này thì các anh câu rất là đa dạng câu lục câu luôn tất cả đều được các anh nhá iso và câu cá tra đều được đây, lóc lu cá tra đều được một chiều chút chặn đây có thắng abs đây đây đầy đủ nhá đây con này quay rất là mượt nhá 2 triệu đấy ạ. Con này ngoại hình của nó là trên 95% các nha, các anh xem. Đây, lăng cướp đây. Tạt đẹp. Đây. Đắc tùy ca nha. Con này là hàng Nội đi Nhật Bản, mã số chính giá là 4 triệu à. Mã số chính giá 4 triệu nha các anh chơi dòng đời cao thì các anh sẽ biết nha. giá những con này nhá nó 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 cao đến cỡ nào mã số 9 giá 4 triệu ạ à. con đó thì giá rẻ hơn rất là nhiều rồi nhá con tiếp theo Shimano con <laughs> xeo la 6.000 nhá cái cối nó bị bay bay nhiều chữ đây đây đục lộ đây tay cầm tay cầm dạng tròn đây, dạng tròn kim loại cho mình nhá chắc chắc là lạnh các anh nhá lạnh hơn cái tay tay bên dưới luôn nhé, Đây, chắc lạnh con này thì size 6.000 dành cho các anh đánh lục câu biển nhá câu cá trai rất là tốt cả cứng đây lăn cước còn sáng đây đã dùng qua cá nhá này em mời các xem đây. tay quay trái phải đều được con Utiga con này là của hàng nội địa Nhật Bản nhá hàng nội địa Nhật Bản đây một chiêu chốt chẳng có thắng AB đầy đủ. Con này là đời 95 các nhé. đời 95 ạ. À. Đây, em tháo cổ và cho mọi người xem. Thì những con kia em bên tháo cổ cho mọi người xem. Những con đó thì nó đẹp. Cổ nó rất là đẹp các nhá. Đây, bên trong đây. Nguyên dinh nguyên bản cho nó nhé. Ừ, Nghĩ ra vẫn còn đầy đủ Xeo la 6.000 Con này mã số là mã số 10 Giá là 3 triệu mốt à. Đây hình có Đã dùng qua ca nhắc đây Mở cái xe Mã số là mã số 10 Giá 3 triệu mốt Đây giá rất là tốt luôn ca nhé Đây con win đây thờ Win Em mời các anh xem. Đây. Rất đẹp các anh nha. Đây. Đóng dấu Shimano đây. Đầy đủ coi anh nha. Và con ghi đặc biệt là có một con. Nó có ốc ốc trợ lực cho cái cối mình nha. Đây em sẽ gửi cho anh các anh xem đây con này chính xác là con này mã số 5 nhé đây mời các anh xem đây. chắc tuyệt nhá rất đẹp rất tuyệt các anh đợi em tí ạ rồi sau đây em xin phép lên cần Đây là cần Ikada Đây cần Heichi nhé Heichi câu bè đây, Heichi câu bè cho mình Cái này là chúc nghệ nhân cho mình đây, Cần chút nghệ nhân nhá. Thì cái phần thân lóng bên trên Thì dạng carbon cho mình đây, ngọn đặt cho mình nhé Xoắn văn đây, cuốn, cuốn chị Toàn cái ngọn của nó luôn nhé Cuốn chị càng chút cho mình, cái này thì em mua đo chiều dài rồi, cái này một tí, à. đây, cái này đo tới đây, tám, tám mươi cm, cái này là tầm là một mét sáu các nhá, cái này là dài một mét sáu ạ, ngọn của nó là hai ly, trọng lượng là 154 trăm năm mươi đây, bác là bác Fuji F sáu, đây, càng chút nghệ nhân các anh nhá, khuyên là khuyên Fuji sử chẳng cho mình đây trắng nha đây các xem nguyên zin nguyên bản nhá không gãy ngọn tất cả đây ở đây thì cái phần cấm 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 lóng của nó cần chút nghệ nhân ạ à. cái này mã số là mã số 11 giá 400 k mã 11 nhá giá 400 cái tiếp theo Cái này là cần Shimano nha. Của hãng Shimano em mời các anh xem Hãng Shimano Cần lưu dây trong Cần lưu đứng nha Máy đứng cho mình Bát là bát hạng cho mình đó Đây rất đẹp nha Đây. Cái này thì nó có chiều dài là 1 m Chiều dài của nó là 1 m tám cả nha cái này là nó tại mồi, tại cá là 6 đến 14 lb, tại mồi là 7 đến 10 g à cái này cứng độ cứng của nó là l nhá l đây mấy inza ban hàng nội địa nhật bản cho mình nhá tem vàng còn đầy đủ đây nó bị bay màu thôi đây mấy inza ban đây mời các anh xem tay cầm là cán mút dạng mút cứng cao su nhá cao su cao su cứng cho mình đây bên dưới đây mời các anh xem đầy đủ nhá đây cái xứ tròn để luồn dây Đây cái này thì bên trong có cái thanh để cho mình luồn chay anh các nhé đây, hỗ trợ luồng dây cho mình có đầy đủ nhá đây cái thanh này đây, đây. đây cái thanh của nó nhá thanh hỗ trợ luồng dây đây em mời các xem rồi cái này có ngọn là <laughs> quên đo ngọn rồi xin lỗi các anh nhé đây 1.3 ly ngọn của cây này là 1.3 ly nhé đây ngoại hình bên ngoài có dính keo thôi mình vệ sinh lại là sẽ sạch bóng liền đây xứ là xứ xích xứ à. xích các anh nhé đây thì có chốc và miếng nước sơn đây. chốc nước sơn nhé không phải gãy nhé cây này đổ cứng lên lờ Chắc là công để cho mình có cuốn chỉ chống nổ đầy đủ ạ à là xích nhá Xíu xích cho mình cái này hãng Shimano Hà Nội địa Nhật Bản nhá cần lưu dây trong máy đứng cứng NL chiều dài 1m6 mã số 12 giá 800k mã 12 giá 800k các anh nhá trọng lượng nhẹ thôi cái tiếp theo cái này cần hay chi chi cầu bè cầu suối đều được các anh nhá cái này là của hãng Shimano Đây, Shimano cái này có chiều dài là 2m7 cứng không nhá Đánh cảm giác rất là tốt luôn Mà cốt đầy đủ nhá Đem vàng Đem vàng bên dưới đây Hàng nội địa cho mình nhá Đây Chiều dài 2m7 cứng không Cách bông sẵn 2 da Sống gần cho mình đây. Cái này có ngọn là 2.6 Trọng lượng là 162g mà. Đây Các bạn xem, xem Cần dây trong xứ xí xích cho mình bát của nó là bát hạng Shimano là bát hạng Shimano bát là bát gặp đây mời các xem có cuốn chỉ chống nổ bên trên nè cuốn chỉ chống nổ đầy đủ nhá đây xíu xích phôi của nó đây Cái này cần hay chi dây trong Mã số là mã 13 Giá là 1 triệu à. Ngọn 2.6 ly Trọng lượng 162 gram Mã 13 giá 1 triệu chặn Tiếp đến là một cái cần tay trợ máy à. Cái này cần tay trợ máy hạng GOB Đây. Chiều dài của nó là 4m5 nhé Chiều dài 4m5 Đây. Để cứng là độ cứng 1 cho mình Cái này là hàng nội địa Nhật Bản Tem vàng thì còn đầy đủ nha, Em mời các anh xem carbon sẵn cho mình dòng extra hạng vob bát của nó là bát dạng độc bát fuji fs 6 ra ban tay cầm cuốn chị nhá cái này có ngọn là 0.9 trọng lượng là 166 g đây dạng khuyên là dạng fuji nhá fuji cho mình cái cái là cái fuji đây. ngọn nó đây đầy đủ khen các nhá cần tay trợ máy ạ à. vừa câu tay vừa câu máy các nhá Cắt bông sẵn hài già dàn khuyên đầy đủ nhá vẫn đầy đủ nguyên dinh cho mình đây hết rồi nhá Cần tay trở máy, mã số là mã 14, giá là 650k, mã 14 nha, giá 650k. Tiếp theo là một cái cần hai khúc, cái này cho mình câu ngâm lăng xe, đánh tra đều được anh nha, rất là tốt. Cái này thì có chiều dài là 2m7, chiều dài 2m7. Đây, tem vàng đầy đủ hàng nội địa các anh nha, đây, em mời các anh xem. đây cái này là của là chắc chắc nắp đây đây tay cầm cán mút dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji phát quang bát của nó là bát Fuji FPS 24 chữ vàng da ban nhá đây ban cho mình tay cầm là cán mút ạ cái này độ cứng cao quá nhá độ cứng của nó rơi tầm là một cho mình 120 đến 150 ra nhé cũng cao từ trên từ phần cho phần dưới đến phần lỗ ngọn là nó có cuốn trị nha cuốn trị sẵn ạ à. đầu bu môi chì chống sẵn nha đầu bu môi chì trống sẵn ạ à. Cái này thì có bông xoắn toàn toàn thân. Cái này là có ngọn là 2.5, trọng lượng là 330 g, mã số 15, giá là 750k nhé. Mã 15 giá 750k. À, chắc là tốt cho một cây cần hai khúc nhé. Cái tiếp theo. Cái này chiều dài 2,7 m cứng là 30. cứng 30 các anh nhé. Cái này là dòng HZ Interline. Cứng 30. Cái này là của hãng Daiwa dàn khen của nó là dàn khen Fuji bát của nó là bát hạng bát quặng cho mình đây bát quặng chắc chắn nha chắc chắc chắn bát này chắc chắn. dàn khen là dàn khen Fuji đây có khen cục dây dây bảo hiểm cho mình hãng đai qua nhá đem vài còn đầy đủ đây cái này là của Đài Loan xuất nhật ca nhá dàn khen Fuji còn rất sáng rất đẹp những dòng này thì những loại chị họ họ cuốn họ quay chị cuốn keo nhá keo màu cho mình chị màu nhá chị màu cái này các bông ít ca nhá cái này là cá bông sắn ít cho mình toàn thân nhá toàn thân sẵn ít Ở đây thì nó có sơn màu để lắp cái phần sắn cho mình cái này mã số của nó là mã 16 giá 700k ngọn 2.2 ly trọng lượng 370g mã 16 giá 700k tiếp đến là một cây cần cái này ba khúc nhá cái này là của hãng Alpha Taker của Korea xuất nhật chiều dài 36 à. chiều dài 36 k nhá thì cái này cứng độ tầm là 30 đến 50 cho mình cứng 30 đến 50 nhá của hãng Alpha Taker Korea xuất nhật cái này ngọn của nó là đây quên rồi ngọn của nó là 1.4 nhá ngọn của nó là 1.4 cho mình trọng lượng của nó đây ạ à trọng lượng là 498 g nhé cái này là nửa ký cho mình năm lạng ra nhá đây tay cầm bên dưới bởi vì nó có đây, mút đây, alpha ticker đầy đủ nhé các bông xoắn ít à. đây hẹn alpha ticker dàn khê này dàn khê Fuji ạ à. bát là bát Fuji DBS xít nhá bát quặng cho mình tay cầm mút hẹn khoen đây còn rất tuyệt chất đẹp các anh nha khuyên chống nổ đầy đủ cái này có màu nước sơn là dạng màu sơn kem vàng cho mình chị của nó là chị màu vàng mã số là 17 giá 750k mã 17 nhá giá 750k tiếp đến là một cái cần dòng vip cho mình nhá các anh nhá đây Misa, Misa nóc này đây. Cái này là hàng nội địa Nhật Bản xuất Nhật cho mình nha các anh nha. Xuất ê, em xin lỗi. Nhật Bản xuất USA là xuất Mỹ cho mình nha. Đây. Mỹ Japan. Cái này thì bát của nó là bát hãng, khuyên của nó là khen Fuji biển phát quang. Đây, Fuji biển phát quang à? Cái này có ngọn là 4.6 ly, trọng lượng là 792 g. Trọng lượng 792 gram các anh nha. Thì cái này nó có chiều dài là đây, nó không có thông số trên cần nên đây phải đo các nhé một mét hai cộng là một mét một chiều dài của nó là tầm hai mét ba các anh nhé hai mét tầm hai mét ba hai mét bốn đây đi cái này tay cầm là cán gỗ đây, tay cầm cán gỗ nhé dàn khoen đây ạ à. đây chắc là chắc khỏe chắc đẹp cho nhé Cái này độ cứng của nó rơi tầm là 120 đến 150 cho mình. À, Đây, rất khỏe. Đồ đi Nhật nhá các anh nhá. Cái này mã số là mã số 18 giá là 900k. Mã 18 giá 900k cho các anh câu biển, câu săn hàng đều được nha. Đây, bát quặng cho mình, các anh gắn máy máy tròn hay là máy đứng đều được. Tiếp theo một cây hai cúc hai ngọn cho mình. Có đi kèm một bao vải các anh nhá cái này thì các anh uh, câu đơn câu ngâm lăng xe câu dứt biển đều được ca nhá đây yeah. Dạng, uh, gần cấm cấm gần gốc rồi cái này hãng Alpha Ticker của mấy Incodia chiều dài là một mét năm mà chiều dài một mét năm nhá, hãng Alpha Ticker. đây có đi kèm là cái cái, cái dây cột bảo hiểm Alpha Ticker. nguyên zin của nó đây cầm đây bên dưới bên dưới là cấm 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 gò carbon là carbon sẵn ít nha Đây, quẩy cá dạng quậy cá vô mình một ngọn của nó là 2.1 một ngọn là 2.2 trọng lượng tổng thể là 351 gram à. một cây thì cứng 50 một cây thì cứng à, 80 nhá cho can dạng khen là dạng khen Fuji xứ xám ạ à. cho can thoải mái lựa chọn nhá đây có một ngọn là hai ngọn đều dạng ngọn đặt ngọn tháp cho mình một ngọn thì cái, cái đặt dạng đặt là ngắn hơn đó ngắn hơn cái loại ngọt kia đây còn rất đẹp nha các anh nhá ngoại hình của nó là trên 95 trăm cái này hãng anh cơ mã số của nó là mã số 19 giá là 1 triệu mốt mã 19 nha giá 1 triệu mốt cho cây này chiều dài 1m5 tiếp đến là một cái cần nhá cần phờ vip cho mình đây eo flat nha eo có nghiêng nguyên hộp luôn luôn của nó luôn hợp cứng cho mình nhá đây bằng cái, cái cầm tay của em có quai sách đầy đủ cái này đây thì mở nắp ở đây đây thằng phở ly nhá ngoại hình của nó thì không cầu kỳ nhưng chất lượng rất là tốt ca nhá đây Alfred thân cứng là cứng thân ba nhá đây xăng hàng câu suối à. Cái này có chiều dài là 2 mét nha. Đây, bao giải nguyên dinh nguyên hợp cho mình. Đây, không có gì cầu kỳ hết các anh nha. Bên dưới đây. Gỗ, gỗ mài. Gỗ mài sơn bóng cho mình. Đây, đây là khi Fuji xích các anh nha. Sử là sử xích cho mình. Cái này có ngọn là 1.3, trọng lượng là 50 g Rất là nhẹ các anh nha, rất là nhẹ. Cần phở ly cho mình các anh đam mê câu suối nha đây xứ là xứ xích à xứ xích các anh nha đây cuốn chỉ chống nổ đầy đủ đây dòng cần xịn cho mình các anh nha cần xịn đây. cái này cứng thân ba nha rồi cái này thì nó có mã số là mã số 20 giá của nó là 2 triệu ạ à. mã 20 giá 2 triệu nha dòng Elfred hàng nội địa cho mình cuối cùng là một cái cần tay ạ à. một cái cần tay nguyên dinh cho mình cái này thì nó đây túi của nó là túi nguyên dinh nhá đây mời các anh xem hai chữ hai chữ tiếng trung đều giống nhau nha bao vải của nó đây kèm cái cần tay này thì có chiều dài là 8m1 chiều dài 8m1 đây hàng nội địa Nhật Bản các anh nhá đây Dixin dòng carbon rod đây carbon là carbon sẵn hài da cho mình thì tay cầm cuốn chỉ của nó đây cái anh tí nha. đây hơi sai tí. Hôm nay kích thước đo hơi sai tí các anh nhá. Đây cầm này thì tầm là 25 30 gì đây. Cái lóng của nó tầm 20 mấy đây. Nắp chụp đây ạ. À. Nắp chụp nhá. Đây, nắp chụp gỗ cao su cho mình. Gỗ nó đây, mọi người xem. Cái này chiều dài là 8m1 nha. Độ cứng của nó cao, độ cứng là 45h nha nước sơn lóng ngọn là sơn màu bạc sơn màu bạc nhá đây không phải màu trắng ra nhá màu bạc dạy ngon đây màu bạc cho mình còn rất đẹp nhá chiều dài 8 m nên nó nhiều lóng cho mình ngoại hình thì dính lông dính bụi thôi không có xước nha thì ở đây ở đây chính xác là có xước đây, xước rất là nhẹ rất là nhẹ luôn nhé đây để có xước đây sức này thì không ảnh hưởng phôi gì nhá không ảnh hưởng gì ở bên đây rất đẹp chắc chắn em lúc lúc đầu là em tưởng cũng chị nhưng mà không phải cũng chị nhá cái đó là keo keo của nó cân tay chiều dài 8 m 1 cái này cứng 4 đến 5 h mã số là mã số 21 giá là 1 triệu 800 ạ à. ngọn của nó là 0.8 nhá trọng lượng là 422 g mã 21 giá 1 triệu 800 em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký chia sẻ giúp em ạ à. đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nhé chiều nay em sẽ ra một loạt là một lô máy để cho các anh tham khảo lựa chọn các anh nhé anh bấm thông báo để đợi kênh em ạ à. bấm đăng ký giúp em nhé em xin cảm ơn tất cả các anh rất nhiều chúc các anh đi công may mắn ạ à.